Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City. Thưa quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Honda City nó có hai phiên bản là City CVT và Honda City phiên bản top. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe Honda City ở cái phiên bản City top quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký cuối năm 2019 tức là vẫn còn bảo hành đến hết năm 2022 này quý bạn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và còn bảo hành đến tháng 11 năm 2022 ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân và mới lăn bánh được chuẩn 3 vạn km các bạn nhé. Full lịch sử bảo dưỡng bảo hãng và chúng tôi cam kết cái đồng hồ này là 3 vạn chuẩn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng và toàn bộ là còn nguyên bản từ dàn lốp luôn quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% quý vị và bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City Top 2019 ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Honda City Top 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Honda City phiên bản top 2019 này quý vị các bạn nhé. Đấy, đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Honda City Top 2019 sau 3 năm sử dụng nó còn đẹp còn mới như nào nữa. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nước sơn này. Đấy. Đây là cái phần nước sơn phía bên lái của chiếc xe quý vị bạn nhé. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Màu trắng ngọc trinh. Rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy. Nước sơn này còn rất là đẹp, nền rất là căng luôn quý vị bạn nhé. Đây là cái phần đầu của chiếc xe. Ở cái phiên bản City Top này thì cũng xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như khóa thông minh, đèn nổ, start top, đèn LED ban ngày, đèn gầm. Và cái ở cái form 2019 đây quý vị bạn ạ, rất là đẹp với cái thanh chrome nối liền hai đèn pha. Và ở giữa, chính giữa vẫn là logo của Honda. Rất là đẹp, rất là thể thao quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản City Top rất là đẹp. Gương chiếu hậu được tích hợp xi nhan trên gương và là gương gập điện luôn quý bạn nhé. Khóa thông minh, đèn nổ, bấm tay để mở cửa đấy ạ. Đấy. Và nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý vị bạn thấy đấy ạ. Ở cái phiên bản City Top đấy, là đã có đầy đủ từ camera lùi, cảm biến lùi đấy, và cái cụm đèn đấy quý bạn này. Cụm đèn hậu còn nguyên bản đấy, cụm đèn hậu còn nguyên bản, rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy. Phần ba đờ sốc sau. Và chủ xe cũng đã dán thêm cả những cái ốp tay nắm cửa này để chống xước này, vè che mưa này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận. Đã dán thêm một số cái ở bên ngoài cả vào bên trong nữa. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cả về cái phần ở bên trong. Cái gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Vè che mưa này. Khóa thông minh bấm tay mở cửa kể cả bên phụ luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Và chiếc xe này mới lăn bánh được có 3 vạn km thôi nhé. Chuẩn 3 vạn km cái đồng hồ chuẩn. Cho nên là quý vị bạn xem đây ạ. Lốp còn rất là mới này.
lốp rất là mới và rất là dày đấy. Date lốp là 2019 đây quý vị bạn nhá. Đấy, cả 4 quả lốp, cả lốp sơ cua còn nguyên ạ. Đấy, cả tất cả dàn lốp theo xe là còn nguyên bản hết nhá. Đều 2019 quý vị các bạn nhá. Đấy, date lốp 2019 này và còn rất là dày như này. Đấy, mới có 3 vạn thôi. Cái đồng hồ 3 vạn này là chúng tôi cam kết là chuẩn không tua nhá. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, quý vị bạn có thể check trong hãng. Đấy. Đấy. Lốp rất dày. Date lốp cả 5 quả lốp đều 2019 luôn các bạn nhá. Bridgestone nguyên bản theo xe. Đấy. La răng còn chưa có xước sát gì cơ. Rất là đẹp. 2019 đây. Date lốp này, 4 quả lốp này đều 2019. La răng cũng chưa có xước sát gì cả quý bạn ạ. Đấy. Một chiếc xe Honda City Top 2019 đăng ký cuối năm 2019, vẫn còn bảo hành đến hết năm 2022 này nữa quý bạn nhé. Cho nên quý vị các bạn có thể yên tâm, có thể check hãng thoải mái, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý bạn nhé. Trước tiên về cái phần nội thất thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý bạn cùng xem. Được khóa thông minh bấm tay để mở cửa này. Đầu tiên là cho quý bạn xem là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam. Đấy, lắp ráp bởi công ty Honda. Đấy, và sản xuất năm 2019 đây quý bạn nhé. Đấy, 2019 này. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản luôn quý bạn này. Đấy, keo chỉ cánh cửa nhé là còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, còn nguyên bản luôn quý bạn này. Đấy. Và nội thất ra quý bạn xem đây ạ, cái ghế lái này, từ cái bậc cửa này cho đến ghế lái này đều rất là đẹp luôn quý bạn thấy đây ạ. Rất là đẹp, nguyên bản này. Từ cái nỉ trần cũng rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Vì cái đồng hồ công tơ mét này mới có lăn bánh có 3 vạn km thôi, cho nên là còn rất là đẹp. Đấy, đây là về cái phần đằng trước này. Và ở cái phiên bản top này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi. Khóa thông minh, đèn nổ này, điều hòa tự động này, sang số thể thao trên vô lăng này, cruise control này, cảm biến lùi này, gương chiếu hậu gập điện này, chống trơn trượt này. Đấy, option thì đầy đủ rồi quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. À, cánh cửa phía sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. À, chúng tôi quay rất kỹ, giới thiệu rất kỹ cho quý vị bạn cùng xem nhé. Để quý vị các bạn ở xa có thể xem, có thể đánh giá, tự đánh giá được cái chất lượng cho chiếc xe này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong cũng như option. Đấy, cửa gió điều hòa này cho hàng ghế ngồi phía sau. Riêng ở phiên bản City là đều được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau quý bạn nhé. Rất nhiều xe hạng D không có đâu, mà chiếc xe này ở hạng B lại có rồi. Đấy, và khóa thông minh. Đây, khóa thông minh, bấm start top. Đấy. Điều hòa tự động này quý vị bạn này. Điều hòa tự động này, màn hình camera lùi đầy đủ cả rồi. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng và đặc biệt là sang số thể thao trên vô lăng. Ở cái phiên bản City Top này mới có ạ, phiên bản thường không có đâu ạ. Vô lăng được bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, từ sang số thể thao trên vô lăng cho đến cruise control đầy đủ của hết trên chiếc xe Honda City Top 2019 này rồi quý bạn nhá. Khóa thông minh, đè nổ này, start top này, điều hòa tự động, màn hình camera lùi đầy đủ rồi. Táp lô này rất là đẹp. Táp bi cũng còn rất là mới luôn quý bạn nhá. Từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới quý vị bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, riêng về cái đồng hồ 3 vạn km này để chúng tôi cam kết là chuẩn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn. Quý vị bạn có thể check tất cả các đại lý Honda trên cả nước này quý vị bạn nhá, là cái đồng hồ này là chuẩn luôn quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Sau đây thì tiếp theo thì tôi sẽ ra ngoài và giới thiệu thêm cho quý vị bạn về những cái phần còn lại của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, để tôi lại tắt cái máy đi đã, rồi tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần bên ngoài. Đấy, trước tiên thì quý vị bạn xem ạ, đây là rất là hấp dẫn nhé. Hấp dẫn ở cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Honda City Top 1.5 đấy ạ. City Top 1.5 này,
2019 này chỉ 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị là 7,59, nếu như chạy ở ngoài đường trường, ngoài đô thị đấy ạ, chỉ 4,86 chưa đến 5 lít cho 100 km quý bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu, bởi lúc xăng tăng giá như thế này thì những chiếc xe Honda City Top này rất là được nhiều người thích đấy ạ. Rất là nhiều xe mà trong Sài Gòn là hay chạy dịch vụ đấy ạ. Ngoài Hà Nội thì chiếc xe Vios được chuộng như thế nào thì trong Sài Gòn này chiếc xe City được chuộng như vậy quý bạn nhé. Đấy, ở hai phân khúc cùng của Nhật Bản, nhưng nếu như ở ngoài Bắc thì lại thích Vios thì trong Nam lại thích City. Đấy. Và City ở cái phiên bản thường thôi quý bạn ạ, phiên bản top này thì rất ít người chạy dịch vụ bởi vì nó đắt hơn, option nó nhiều hơn. Đấy, đây là cái phần cánh cửa phía cốp sau đấy ạ quý bạn ạ, keo chỉ nguyên bản nhé, ốc cốp sau còn nguyên bản này. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2019 còn nguyên bảo hành tại hãng ạ. Đấy, đằng sau này đều rất là đẹp quý vị bạn nhá. Đấy, chiếc xe không chạy dịch vụ thì nó đẹp như này đấy quý bạn ạ. Những cái phần nỉ ở đằng sau này là còn nguyên luôn này, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị bẩn, bởi vì những chiếc xe này là không chạy dịch vụ. Nếu những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì đằng sau là người ta hay để hàng nó hỏng rồi. Và chủ xe rất là cẩn thận này. Cái này là cái bọc vô lăng tôi vừa bỏ ra này. Cái thứ hai là cái lót nhựa là cốp sau này để tránh bẩn này. Đấy, và mở cái phần thảm dưới này ra thì tôi cho quý bạn xem là cái lốp sơ cua này. Lốp sơ cua cũng còn rất là mới quý bạn nhé. Kích đồ nghề cũng còn rất là mới. Đấy, còn nguyên luôn ạ. Rất là đẹp quý vị bạn nhé. Một chiếc xe Honda City Top 2019 đẹp nguyên bản như vậy đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Cũng giống như vậy thôi. Keo chỉ của cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản, táp bi cửa rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa đấy cũng còn nguyên hết này. Đấy, toàn bộ những cái ốc của Honda đánh dấu là còn nguyên này. Đấy, từ những cái phần nỉ trần rất là đẹp này, cho đến những cái phần nội thất da ở phía sau. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mua của một công chức nhà nước, cho nên là người ta đi làm, cho nên đằng sau này là gần như là còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, cũng bấm tay để mở cửa rồi, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý vị bạn nhé. Đấy, từ keo chỉ của cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này đều còn nguyên bản hết. Táp bi cửa này còn nguyên bản luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất này, ốc bản lề cánh cửa phía sau đây rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, từ nội thất này đến những cái phần nỉ trần này, đến những cái phần nhựa này đều rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, từ táp lô này cho đến táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe còn bảo hành tại hãng thì quý vị các bạn có thể yên tâm rồi. Cần số này, vô lăng này, đấy, tay phanh đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới. Chiếc xe chuẩn 3 vạn và sản xuất năm 2019, đăng ký cuối năm 2019, vẫn còn bảo hành đến tháng 11 năm 2019 quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo này. Đấy, ốc cabo, keo chỉ cabo quý vị các bạn này. Ốc cabo, keo chỉ cabo đây quý vị các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ốc tai này. Đấy, cho đến những cái ốc xương đầu này. Đấy, ốc tai đây quý vị bạn này. Và cái phần động cơ đây quý vị bạn ạ. Ốc chân máy, chân số, mặt máy này, các thứ này là còn nguyên bản luôn quý bạn này. Riêng ở Honda người ta đánh dấu rất kỹ từng con ốc một quý bạn ạ. Có những con ốc nào tháo ra cái là biết ngay. Riêng với cái động cơ này là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không ngập nước, động cơ nguyên bản ạ. Không tai nạn, không ngập nước, động cơ nguyên bản quý vị bạn nhé. Đây là về cái phần động cơ của chiếc xe. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City phiên bản top 2019 này là một cái khối động cơ xăng iVTEC 1.5 lít ạ, kết hợp với hộp số tự động quý vị bạn nhé. Đấy, hộp số tự động và còn nguyên bản này, chúng tôi cam kết là không ngập nước này, động cơ nguyên bản và rất là mới vì chiếc xe này là còn bảo hành. Chúc quý bạn có thể yên tâm, còn bảo hành tại hãng, quý vị các bạn có thể check ở trong hãng luôn ạ. Đấy, động cơ này, từ ốc chân máy này, mặt máy này, hộp số này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, thời tiết nó rất là nắng cho nên là tôi quay nhanh gọn thôi, quý vị bạn cũng hết sức thông cảm cho tôi, hôm nay nhiệt độ ngoài trời chắc phải trên 40 độ ạ.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Honda City Top 2019. Đấy, chiếc xe lăn bánh được hơn 3 vạn km. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 510 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda City Top 2019 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.